mới gây chấn động nền chính trị Việt Nam. Trong các cuộc thảo luận, yêu cầu làm rõ khẩn cấp về số lượng thị thực có thể đã được cấp và quốc tịch của những người này. Chúng muốn biết chính phủ Ba Lan đang thực hiện những biện pháp đối phó nào. Chúng tôi triển khai thêm 100 cảnh sát tới biên độ vài nghìn đô la Mỹ cho mỗi người. Việc nhận vụ bê bối nổ ra đúng lúc Đảng Luật pháp và Công lý PS cầm quyền và đang tìm cách giành nhiệm kỳ thứ 3 trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 15 tháng 10 tới. Với lập trường cực hội X, trước đây được gọi là Twitter, không ai trên thế giới giúp đỡ người Ukraine hào phóng hơn người Ba Lan. Tổng thống Volodymyr Zelensky nên nhớ điều này. Nhưng chính phủ ở Warsaw cũng phải quan tâm đến việc chăm lo cho đời sống công dân Ba Lan, bao gồm cả nông dân. Sau sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc biển đen hồi tháng 7, trong nỗ lực bảo vệ thị trường nội địa và nông dân, Ba Lan cũng đã phản đối động thái này. Trong đó, Zelensky hôm 19 tháng 9 phát biểu tại đại hội đồng Liên Hợp Quốc với sự quan tâm đáng báo động khi thấy một đăng tin trái với quy định quốc gia, châu Âu và pháp luật quốc tế. Trong bán đảo của vùng Krasnodar, nước Nga, tổng cục báo phát biểu rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO